Xin chào anh chị, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Minh Trí Official. Và hôm nay là video nhận định ngày 31 tháng 10. Đó, thì như trong cái video có em có gửi cho anh chị vào ngày hôm qua, thì cái việc mà em nhận định thị trường giảm nó sẽ tiếp tục diễn ra. Và hôm nay là thị trường chúng ta vẫn tiếp tục có một phiên giảm khoảng 14 điểm. Về cái mức độ giảm thì nó cũng có phần là nhẹ hơn, nhưng số cổ phiếu giảm trong hôm nay và cái số mã giảm trong hôm nay thì nó rất là nhiều, và rất là nhiều mã sàn. Đấy, thì cái lý do mà thị trường nó giảm ít hơn những hôm trước thì bởi vì là họ cổ phiếu Vinhome, Vingroup và con VRE nó không còn sàn nữa, đúng không? Ở trong những cái phiên trước là nó giảm mạnh như thế này bởi vì là những cái con trong họ cổ phiếu vốn hóa lớn đấy nó giảm, và cả với cả con mã sàn nữa. Đấy, và trong ngày hôm nay thì cái điều nó không còn tiếp tục diễn ra. Chỉ đơn thuần là những cái cổ phiếu mid cap nó giảm thôi. Đấy. Thì đầu tiên thì mọi người có thể xem một chút về những cái tư vấn ở trong room trải nghiệm của em. Đó. Chúng ta sẽ xem từ sáng nhé. Thực ra thì đoạn này thì em cũng không nghĩ là nó có cái quá nhiều điều để nhận định ấy. Đó. Thì về cái tính chất giảm thì hôm nay thì cũng là một cái phiên nó đạp vào khoảng lúc tầm 2 giờ thì bắt đầu nó đạp từ thị trường từ khoảng 7 điểm, rồi có lúc nó đạp về giảm 21 điểm. Đó, xong một cuối phiên là đóng giảm 14 điểm, nhưng mà rất nhiều mã ra liệt sàn. Đó. Ok, để em tìm lại cái chỗ tư vấn từ buổi sáng nhá. Sang ngày hôm qua mất rồi ạ. Chỗ đâu nhỉ? Đây, hai anh chị. À, chúc anh chị ngày mới vui vẻ. Lúc nào cũng khoảng 9 giờ 15 là hết phiên ATC thì nhập hết phiên ATO thì em sẽ bước vào nhận định thị trường cho khách hàng. Đó, sau phiên hôm qua thì các vấn đề còn nguyên. Vấn đề là gì ạ? Đây, vấn đề ở đây. Đó, mọi người nhìn thấy diễn biến chiến tranh ở Trung Đông, tỷ giá USD và VND và các báo cáo còn lại của doanh nghiệp, diễn biến mua bán của cổ phiếu Vinhome, VRE, Masan. Thì cái yếu tố này thì nó không có trong hôm nay nữa. Đó, nhưng mà ba yếu tố trên thì thực ra nó vẫn diễn ra. Đó. À, đấy là cái phần mở đầu của cái nhận định thị trường hôm nay. Hôm nay em cũng kiểu như em chả muốn nói gì nhiều trong trong room ấy, bởi vì nó cũng chả có gì để nói cả. Ngoài ra thì tối qua là tối qua là Dow Jones tăng khoảng 500 điểm. Đó, nay thị trường phản ánh và phiên sáng khá tích cực. Đó, vì cái phiên hôm qua của Dow Jones ấy, thị trường vào hình như là như tối nay là bắt đầu có cái tin là Fed họp về vấn đề lãi suất này. Thì nó sẽ trước khi mà vào cái phiên mà Fed họp ấy thì thị trường Dow Jones nó sẽ có một cái phục hồi, nhưng mà vấn đề là cái trend của Dow Jones nó vẫn còn đang xấu, thành ra cái phục hồi này thì em cũng không đánh giá cao cho lắm. Đó, nhưng mà thị trường Việt Nam của chúng ta thì nó cũng phản ánh một chút vào phiên sáng ngày hôm nay, khi mà chỉ số nó cũng có cái mức xanh, có lúc nó xanh khá là mạnh để hưởng ứng với thị trường chứng khoán thế giới chung. Đấy, tuy nhiên thì nó không giữ được cái đà tăng như thế và quay đầu giảm điểm. Ok, thực ra thì giảm nhiều như vậy thì em có những phiên hôm nay hồi như phiên hôm sáu cũng không phải là không có cơ sở, nhưng cuối cùng nó không diễn ra. Đó, thực ra cái view chung của em thì em có nói mọi người từ video này rồi đúng không? Đó, top 3 thì do khi sự giảm và nó sẽ tiếp tục diễn ra. Đó, thành ra là em vẫn nhận định thị trường sẽ có giảm thêm. Và đây, mọi người có thể nhịp hồi này có thể hàng lại 3%, nhưng mà khi mua vào thì chỉ có kẹp thêm nó không biết chừng. Nói chung là gì ạ? Giảm quá nhiều thì hồi, view không ngon đâu. À, cái kệ họ, ta cứ an nhiên với thị trường này, chừng nào đảo chiều nhìn cái thấy ngay, chỉ có đợi đảo chiều để mua thôi. Đấy, người nhìn thấy không ạ? Đây thì một chút về gọi là SEO của em một chút. Khi mà nếu mà mọi người đang có sử dụng tài khoản VPS thì có thể đổi làm những cái bước như sau để đổi ID về tài khoản bên tư vấn của em nhé. Đây thì tư vấn về ID em. Đấy, thị trường chuẩn bị sàn hết là lúc là mấy giờ rồi? Khoảng 13 giờ 53 thì cũng có nhiều mấy ngành nó sàn rồi ấy, như ngành bán lẻ rồi ngành chứng khoán thì cũng đã bắt đầu giảm từ lúc gần 2 giờ rồi. Đấy, phái sinh quay đầu và quay như dế đấy. Phái sinh hôm nay nó cũng một cái phiên mà nó biến động rất là mạnh cuối phiên, khi mà nó gì ạ, nó có những cái lúc nó gì ạ, nó đạp về 40 xong rồi kéo 48 và kéo mười mấy mười mười điểm trong phiên ấy. Đó, kết phiên hôm nay chả đẹp tí nào đúng không? Đó, đang hoàn thành mấy sóng giảm ấy đấy, mọi người thấy vậy sóng giảm chưa? À, nhưng thị trường nó phải như vậy, nếu giảm mà ít thì chả có giá rẻ và chả ai hoảng cả. Đó, nói chung là gì ạ, để có đáy ngon như tháng 11 năm 2022 thì phải có giai đoạn giảm như thế này. Anh chị nên nhớ gì ạ, trong khủng hoảng sẽ tạo ra cơ hội. Mọi người thấy không, cái câu nói của em, cái ý của em nói thị trường nó bắt buộc phải có phiên giảm như này thì chúng ta mới đầu tư dễ được, nó thật như vậy.
Em là một người đầu tư theo định giá rất là nhiều, và với cái thị trường như thế này thì em không thể là đầu tư được đấy, mà em chỉ có thể đầu tư với cái thị trường như thế này thôi. Nó kiểu như là nó không ai còn tin tưởng vào thị trường nữa, và cổ phiếu về tài sản nó bị định giá rất là thấp, thì đấy gọi là yếu tố khủng hoảng. Và trong khủng hoảng thì luôn có cơ hội cho những người mà nắm bắt được, và em tự tin là em sẽ là cái người mà nhận ra cái cơ hội từ những cái yếu tố như vậy đấy. Đấy, còn cái những cái phiên giảm hôm nay thì nó cũng, nếu mà là một người cầm tiền thì là một tín hiệu đáng mừng đấy chứ, đúng không? Bởi vì mình bán đúng, mình làm đúng, mình ứng xử với thị trường nó đúng. Còn nếu mà ai cứ kiểu như là canh canh nhảy nhảy và bắt đáy thì em nghĩ cái việc đấy là việc không nên, nó sẽ phù hợp với tính cách của một nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Chứ còn nếu mà một nhà đầu tư mà lâu năm kinh nghiệm rồi ấy, thì sẽ rất là nhớ được cái bài học của năm 2022, khi mà chúng ta không thể đủ tiền, không thể trung bình được mãi, và không biết đâu là đáy. Mọi người hiểu vấn đề chưa ạ? Đó. Đấy, thành ra thị trường như vậy thì nó vẫn sát với cái view của em. Em chỉ đơn thuần là em view giảm, thì có khá nhiều khách hàng hỏi em là thị trường về đâu của em? Có liệu có thủng 1.000 không? Hoặc thủng 950 không? Thì thường thì em sẽ, với phong cách của em ấy, thì em sẽ không có một cái thói quen hoặc là thói quen đoán thị trường sẽ về đâu mà hồi cả. Mà em chỉ phân tích dựa theo nến và dựa theo những cái tín hiệu cho sẵn đó. Nhưng mà nếu mà anh chị hỏi thì ok, cái quan điểm của em nó như sau: thì với cái đà giảm như vậy và với cái thanh khoản như thế này, thì việc mà em cảm nhận thị trường nó sẽ thủng 1.000 ở trong tuần này nó sẽ diễn ra đấy. Việc mà thị trường có thủng 1.000 trong tuần này em nghĩ nó sẽ diễn ra, và nó sẽ không có sự thay đổi trừ khi là có một phiên trần hết và một cái thanh khoản nó đủ lớn để chúng ta có thể là đủ sự tin cậy để vào mua đó. Thì thực ra cái phiên đảo chiều nó có diễn ra rồi nhưng mà nó không đi kèm thanh khoản đó. Cái đợt này thì em cũng, chính xác thì em cũng gọi là mất một ít ở đây, nhưng mà vấn đề là em cũng bảo mọi người là thủng 1080 thì em cắt hết đó, thì cũng né được không biết là bao nhiêu phần trăm ở những cái cổ phiếu mà em mua nữa đó. Nhưng mà nó cũng là một cái bài học cho chúng ta: thứ nhất là phải đủ tín hiệu, thứ hai là phải đủ yếu tố, và thứ ba là phải kỷ luật khi mà những cái phân tích nó bị sai đó. Mọi người thấy yếu tố thứ ba nó một yếu tố gọi là tối quan trọng nhất, mặc dù là em có thể phân tích ở đây nó sai, nhưng vấn đề là em gì ạ, em đã cắt, em đã dứt tay và em cắt lỗ và tuân thủ kỷ luật. Thì mọi người nhìn thấy không, từ cái phiên này thì có rất nhiều cổ phiếu nó đánh ba cây sàn rất là bình thường, và ba cây sàn mọi người nhân lên ba cây sàn 3721 thì giảm dần đi nó khoảng 19-20% giảm thêm nữa đó. Vì đó gọi là yếu tố về kỷ luật, thì yếu tố thứ ba là em thấy là yếu tố quan trọng nhất đó. Thì ok, thì em chia sẻ quan điểm của mình là em nghĩ là thị trường nó sẽ, có thể là nó sẽ về được dưới 1.000 ở trong cái thời điểm nếu mà trong một cái tình hình thị trường nó như vậy đó. Và cái yếu tố thứ và cái điều thứ hai mà em nghĩ tới nữa là ở trong cái video ngày hôm qua, mọi người có nhớ là em có nói với mọi người là về gọi là cái ba trong top 3 cái yếu tố giảm điểm của thị trường ấy, thì nó có cái yếu tố gọi là yếu tố X không? Đấy, yếu tố X thì gọi là yếu tố về margin kho bãi. Thì đợt này những cái đội đội làm kho họ, em nghĩ là họ sẽ bán rất nhiều đấy. Thì mọi người có thể xem lại video hôm qua để rõ những cái phân tích của em hơn nhé. Đó, thì điều đấy nó đang, có thể nó đang diễn ra trên thị trường, nó thể hiện với cái việc là gì ạ, thanh khoản bán không còn quá lớn nhưng mà số cổ phiếu sàn rất là nhiều đó, bởi vì không có động cầu vào đỡ đó. Đó là cái phân tích của em, và có thể là nó đang thể hiện ở trên thị trường, đúng chưa ạ? Ok, thì mọi người có thể rõ được là cái yếu tố quan trọng của thanh khoản rồi, đúng không? Khi mà thanh khoản nó không có ấy, thì nó giảm bao nhiêu nó không thành vấn đề, và tăng bao nhiêu nó cũng không thành vấn đề luôn đấy. Hai tình huống như thế, nên là mọi người hạn chế cái chuyện mà suốt ngày đoán là thị trường về nghìn với là về 950 nó hồi hay không nhá. Đó, vì bao giờ thanh khoản nó lớn thì chúng ta bắt đầu sẽ xem xét đến những cơ hội đầu tư sau đó. Và nội dung thứ hai ở trong video này thì em thấy là hiện tại cái ngành khỏe nhất ở trên thị trường là ngành bất động sản, đúng không? Thì nay thì em chiều em cũng chả làm gì mà chả mua chả bán gì rồi thì đương nhiên rồi, đúng không? Và khách hàng thì đợt này họ cũng cầm tiền rồi, cũng chả phải giải đáp thắc mắc nhiều, cũng chả ai lỗ cả đó. Chả ai lỗ cả thì em có một chút thời gian dành để em ngồi em xem một số cái báo cáo tài chính của những công ty bất động sản, bởi vì á, dòng bất động sản em thấy là đang có cái hiện tượng là gì ạ, nó đang gần như nó khỏe nhất thị trường. Mấy hôm nay nó cũng gọi là một chút có cầu nâng đỡ và một chút sự đỡ giá sau một quá trình giảm điểm, giảm tiên phong của thị trường, giảm tiên phong luôn, nó và giảm mạnh nhất thị trường luôn đó. Đây ví dụ như là PR,
APR ngày gãy hạn đấy giờ đi, thì đấy em có một số một cái chút thời gian dành em ngồi em đọc báo cáo tài chính, thì em thấy là có một cái điều mà nó đang diễn ra tương đối tương đồng giữa các công ty chẳng liên quan gì đến nhau. À, em lấy ví dụ đi, báo cáo tài chính của con sale, sale gì nhỉ, sale đúng không, mọi người có thể nhìn thấy ở đây là về mặt doanh thu và lợi nhuận của sale nó sụt giảm rất là nhiều, doanh thu và lợi nhuận nó lại sụt giảm, và cái em một chút em kéo nhé. Đây, cái bảng doanh thu lợi nhuận đây, thì so với cả năm ngoái thì sale nay lãi có tổng lợi nhuận kế toán trước thuế có 40 tỷ so với cái cùng kỳ là 133 tỷ. Đó. Và lợi nhuận sau thuế là 28 tỷ so với 89 tỷ. Đó. Thì có một cái điều khá là chung mà em thấy rất là nhiều có bất động sản nó đang diễn ra là hầu hết trong quý 3 này báo lãi, nhưng mà vấn đề cái lãi đấy nó sẽ không đến từ hoạt động kinh doanh mà nó đến từ một số cái yếu tố như là thứ nhất là đầu tư tài chính này, doanh thu từ hoạt động tài chính này, thứ hai là giảm chi phí lãi vay, mọi người thấy hay không, giảm chi phí lãi vay đó. Thì tại sao nó lại diễn ra như thế, thì theo cái góc nhìn về doanh nghiệp của em, đây là ví dụ như là con là DIG đúng không, phát triển xây dựng và các công ty con, đây còn DIG đây, đích này 500k rẻ rách, bây còn mười mấy nghìn, đã còn hai mấy nghìn cuối mất 500k rẻ rách, ok. Lợi nhuận sau thuế 12 tỷ so với quý 3 năm ngoái lỗ đúng không, nhưng mà chúng ta nhìn cấu phần của doanh thu này, doanh thu thậm chí còn thua so với cả quý 3 năm ngoái, nhưng mà cái phần thay đổi lớn nhất ấy là cái phần gì ạ, phần chi phí lãi vay 15 tỷ, đây là 45 tỷ. Thì cái việc như này ấy, nó rất hết sức dễ hiểu khi mà DIG họ đã làm mọi cách ở trong những cái quý trước đó, trước quý 3 này, để họ hạ cái giá, hạ cái lãi, hạ khoản những cái khoản vay xuống, họ trả hết khoản vay đi đúng không, trong cái bối cảnh môi trường lãi suất nó rất là cao đấy, thành ra là quý này nó mức lãi được đấy, mặc dù là doanh thu không bằng nữa, doanh thu còn bằng một nửa đúng không, nhưng cuối cùng cái lãi này thì nó đến từ cái yếu tố nó rất là hỏi chấm là giảm chi phí lãi vay, có nghĩa là sử dụng dòng tiền nó hiệu quả hơn đúng không, lãi 12 tỷ, nhưng vấn đề 12 tỷ này thì em cũng không nghĩ là nó ngon, bởi vì là gì ạ? Hoạt động kinh doanh thì đấy một người nếu chia nửa thì hầu hết các cổ phiếu bất động sản đều như vậy mà. Đây này, ví dụ như là con nhà sale đây, năm nay 254 tỷ, năm trước thì là 333 tỷ, thua bét nhè luôn. Còn là con Phát Đạt, Phát Đạt thì cũng chắc là cũng tương tự thôi, chẳng khác gì đâu. Đây, này thì em sẽ nói chậm một chút để cho mọi người dễ nghe hơn nhá. Đấy, quý 3 năm trước thì ok, thì nát thế này, quý 3 năm nay thì 354 tỷ đúng không? Lợi nhuận là bao nhiêu ạ? Lợi nhuận sau thuế thu nhập 101 tỷ. Đây, tại sao con Phát Đạt nó bốc lại lớn là bởi vì là nó bán công ty con này này. Tại sao là con Phát Đạt nó có một chút khác biệt khi mà nó hạch toán luôn cái lãi của bán công ty con vào trong đây rồi. Đó. Thành ra là là thay vì nó bán nó sẽ gì, thay vì nó bán nó hạch toán vào cái phần doanh thu thuần và bán hàng thứ cứ cung cấp dịch vụ thì nó bán cả công ty hoặc bán cả dự án luôn, thì nó sẽ hạch toán vào phần đây. Đây, doanh thu từ hoạt động tài chính 1.249 tỷ. Đó. Thế thành ra là em không nghĩ là lợi nhuận của bất động sản đợt này nó ngon đâu, mặc dù nó hô hào rất là nhiều bởi vì bất động sản bây giờ đang rẻ nhất cơ mà, nhưng mà cái thời điểm hiện tại thì em không nghĩ là mọi người nên đầu tư vào bất động sản, bởi vì nếu mà theo cái bối cảnh vĩ mô ấy thì chúng ta đang đứng trước cái vấn đề là tỷ giá và lãi suất, mà cái ngành bất động sản ấy là một cái ngành nhạy cảm với cái vấn đề hai cái vấn đề như trên ấy. Nó mọi người có thể thấy đợt này nó khỏe không, mọi người thấy đợt này nó khỏe không, mọi người có bao giờ đoán hỏi tại sao nó lại khỏe không? Đấy, thì em bao giờ em cũng đặt câu hỏi tại sao cổ phiếu bây giờ lại đang khỏe. Cái thứ nhất là bởi vì nó giảm nhiều thì sao ạ, nó sẽ kích thích cái lượng cầu bắt đáy nó nhiều đúng không,
và thứ hai là giảm nhiều, nó sẽ có một quá trình nó đi ngang, một là giảm tiếp, hai là đi lên. Nhưng mà cái nhận định của em, cái này là nhận định nhá, nhận định chứ không phải là đoán nhá, bởi vì em nhìn vào có tài chính và em nhìn những cái tương lai, có nghĩa là nhìn cái tương lai và nhìn những cái dự án của nó rồi, thì thành ra là em đoán là em nhận định rằng là bất động sản nó không phải là một cái ngành ngon để chúng ta cầm trong cái bối cảnh sắp tới. Thứ nhất là yếu tố về lợi nhuận của những cái doanh nghiệp này trong quý 3 nó không có gì đột biến cả, thậm chí là kém, rất kém, đúng không? Và chắc chắn trong quý 4 cũng như vậy thôi, nó chẳng khác gì đâu. Đó, và cái yếu tố thứ hai là trong bối cảnh rất là bất ổn về vấn đề lạm phát, về vấn đề lãi suất, về vấn đề gì ạ, tỷ giá, thì chắc chắn bất động sản không phải là những cái ngành mà chúng ta nên cầm rồi. Và cái bài học chúng ta có thể dạy thấy là ở trong năm 2022 khi bất động sản gặp cái vấn đề tương tự như em vừa nói trên, thì có thể nhiều cổ phiếu nó chia năm xẻ bảy, đúng không ạ? Đó, nên là nếu mà anh chị gặp những người mà hô hào bất động sản thì mọi người cứ từ từ và bình tĩnh, hãy gì ạ, hãy đợi nó đủ tín hiệu đã, hoặc là đợi những cái có những cái thông tin mới về vấn đề vĩ mô nó được ra đã, thì chúng ta hãy quyết định đầu tư, đúng không? Chứ không phải là đầu tư một cổ phiếu mà nó đang có cái quá trình tạo đáy, nhưng mà vấn đề là do nó giảm nhiều quá nên nó đi ngang đó, thì cái việc như vậy em nghĩ là không nên. Và ở trong cổ phiếu đế cờ thì mọi người đã thấy cái sự suy yếu của cổ phiếu chưa? Lúc đầu thì em nghĩ là đế cờ tạo đáy ngon khi mà nó dây trần ở trên kia kìa, đúng không? Nhưng cuối cùng thì nó cũng không được ngon cho lắm rồi đấy, khi mà cái tín hiệu về thanh khoản nó yếu dần, và gì ạ, về tín hiệu nến thì nó cũng đang yếu dần. Hai cây hôm nay là hai cây đỏ rồi, nếu mà mai thị trường nó có yếu tố như là Ford sale, như là gì ạ, call margin chéo, thì gần như là em nghĩ bất động sản nó sẽ mất cái đáy này một cách gọi là hết sức dễ dàng ấy, bởi vì bất động sản nhìn qua thì nó là một cái trend phân phối rồi, còn đây nó gọi là giai đoạn đi ngang, thì thường 80% là nó sẽ phân phối tiếp, chứ nó không thể nào mà nó dừng lại đây, nó ngóc lên được đâu đấy, nên là mọi người hết sức cảnh giác với những gì ạ, những cổ phiếu bất động sản nhá. Em không nghĩ là nó một cái ngành nên đầu tư đấy. Em thấy rất là nhiều broker, gọi là những người làm việc như em ấy, hô hào rất là nhiều cổ phiếu bất động sản, nhưng mà vấn đề là hô hào nó không có một cái phân tích gì nó hợp lý cả, đơn giản là cổ phiếu bất động sản đang giảm nhiều, và cái lượng cầu bắt đáy nó có, em thừa nhận nó có, đúng không? Nó khỏe hơn hẳn so với bọn khác, nhưng mà để mà nó tăng được thì khó, rất rất khó trong thời điểm hiện tại đấy, em khẳng định luôn với mọi người như vậy đó. Ok, quay lại với vấn đề thị trường thì bất động sản chúng ta đã nói xong rồi, đúng không? Đấy, con đích thì nó cũng tương tự con này thôi, con sell nó cũng vậy, tương tự thôi đó. Nhưng mà em không nghĩ là mọi người nên đầu tư đâu. Thì quay lại với thị trường hôm nay thì rất nhiều mã cổ phiếu sàn, nhưng mà không, bất động sản thì không sàn, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải xem là những cổ phiếu nào đang sàn. Đó, đầu tiên thì là dòng địa, dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán FTS sàn, mọi người thì kinh nghiệm. Em bảo rồi, con FTS là mấy con chứng khoán nó đánh điên nhất ở trong tất cả những con chứng khoán. Mọi người có thể nhìn cái sóng của FTS này. Nó tăng từ giá, cứ cho là cái vùng này là vùng gọi là oversell đi, gọi đúng không, gọi là bán kinh quá, thì cứ lấy cái vùng giá khoảng 16 mà lên được 32, à đâu, lên được 46.000 ấy, thì nó phải gần nhân 3 lần, đúng không? Đó, nó tăng rất là kinh luôn, và nó cái cách đánh của nó rất là điên rồ. Đó, đấy, mọi người nhìn thấy cái sóng của con FTS cũng vậy, từ 10 lên 50.000 là nhân 5 lần. Đó, con FTS là một cổ phiếu dạng bo cung và lái lụa rất là ghê, cho nên là cái mức tăng của nó rất là nhiều, và có thể nó rất là khỏe so với thị trường, nhưng mà nó có thể là gì ạ, nó đánh sàn một cách anh chị không hình dung ra được, và nó sao nó có thể sàn như thế nữa đấy. Đó là cái ý của em nói từ cái đợt đợt trước mà em nói ở cái chỗ này này đấy. Nhưng mà vấn đề là nó đâm xuống đây, nó kéo nó phát nó vượt đỉnh ấy. Uầy, con này khỏe thật, nhưng mà cuối cùng là nó một cái đỉnh bull trap anh chị ạ, nó bull trap thành hai đỉnh và gì ạ, đánh thẳng xuống một cái đỉnh, nó kéo rất là nhanh để phân phối thêm lần thứ hai và đánh thẳng xuống luôn. Và em nghĩ là với cái trường hợp của FTS này thì mọi người nên hết sức cẩn thận nha. Khi mà nó lên điên như vậy thì lúc mà nó có giảm điên như thế là chuyện hết sức bình thường. Mọi người nhìn thấy không? Quá trình nó giảm là không, FTS nó giảm. Mọi người nhìn, nếu mà ví dụ mọi người mua ở đây đi, đúng không? 25 đánh về 12, 11 đi. Lỗ tầm hơn 50%, 60% tài khoản, mặc dù là cổ phiếu thì đã từ 50.000 mà về được 24.000 là cổ phiếu chia đôi đấy, mà vẫn lỗ được thì 50% tài khoản, cực kỳ đáng sợ. Đó, nên là mọi người hết sức cảnh giác với con FTS này nhá. Đồng ý là đây sẽ là cái cổ phiếu mà em sẽ mua, chắc chắn em sẽ mua ở trong khi mà thị trường nó tạo đáy và phục hồi, em chắc chắn em sẽ mua FTS này với một cái khoản đầu tư gọi là đủ lớn để
ăn được cái con này, bởi vì khi mà mua đúng của nó ăn rất phê, bởi vì nó đánh rất là dứt khoát và nó thường là nó sẽ gì ạ, nó sẽ lên rất là nhanh đúng không, trần 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 đấy, ý em là như vậy. Đây là một cổ phiếu em chắc chắn em sẽ mua khi mà thị trường nó đảo chiều, tuy nhiên thì nó sẽ không phải cổ phiếu em sẽ hướng tới cái việc mà bắt đáy, bởi vì cái cách đánh của nó sẽ làm rất là điên đó. Và ngành chứng khoán hôm nay thậm chí là SSI là cổ phiếu trong VN30 cũng mất cũng sàn đúng không. Và con SSI này, cái trong cái livestream lần trước em nói rồi, đối với có người hỏi em về SSI ấy, đấy mọi người thấy SSI nó mất cái nền này, có một cây test lại và hôm nay là hai cây giảm đúng không, và em lúc mà nó xuất hiện cái cây này này em bảo SSI chắc chắn sẽ giảm đúng không, mọi người thì nhìn thấy không, chắc chắn SSI lúc mà nó mất cái đáy này rồi thì nó gọi là như ông vỡ tổ luôn, như ông vỡ tổ luôn và đánh hai cây sàn luôn đó. Với cái tín hiệu như vậy thì chắc chắn là cổ phiếu nó còn giảm thêm, chưa thể nói đáy hay ở đâu, nhưng mà nếu mà anh chị nhớ cầm những cái vùng như này thì như này đúng không, thì đáng ra thì mọi người sẽ phải cắt ở phía này rồi, nhưng mà nếu mà mọi người đến đây thì thôi không cắt nữa, cùng lắm mà lỗ thêm khoảng 20% và mọi người sẽ phải giữ sức mua để tìm những cái điểm mà hợp lý đáy để mua và ăn sóng hồi, đấy là cái giải quyết duy nhất thôi, chứ còn em không nghĩ là mọi người nên bán ở cái điểm này đâu đó, đó là cái nhận định của em. Và những cái cổ phiếu như là SI, như là FTS, như là gì ạ, VND, nó gọi là những cổ phiếu gọi là trả điểm, trả điểm bởi vì cái quá trình mà thị trường nó giảm từ 1.250 xuống 1.100 ấy, thì hầu hết những cái cổ phiếu mạnh như là SI hoặc là những cổ phiếu như là chứng khoán nó chưa có sự giảm điểm đúng không, chưa có sự giảm điểm nên bây giờ đang là một cái quá trình giảm bù, và đi kèm với ngành chứng khoán ấy thì nó sẽ có thằng thứ thằng tiếp theo là thằng bán lẻ nhá, thằng bán lẻ và thằng gì ạ, thằng bán lẻ và thằng hóa chất phân bón đó. Mọi người có thể nhìn qua ngành bán lẻ hôm nay là con tiêu biểu nhất, con MWG này sạc, và MWG ấy, nó đang về cái gì ạ? Nó chuẩn bị nó về cái đáy ở, năm 2022 rồi đấy, nó chuẩn bị nó về cái đáy ở 2022 rồi, bởi vì kết quả kinh doanh nó quá tệ, quá tệ. Hôm qua là lãi hình như là được mười mấy tỷ so với cái doanh nghiệp 54.000 tỷ vốn hóa, kết quả kinh doanh quá tệ. Con thứ hai con DigiWorld cũng vậy đó, mọi người thì DigiWorld nó cũng là thủng đáy và chắc chắn nó giảm, nhưng nó rơi như này nó chắc chắn còn rơi tiếp, em thề mọi người, nó không thể ở đáy được đúng không, nó phải giảm thêm khoảng ba bốn cây nữa thì bắt đầu gọi là có phiên đảo chiều, nhưng mà cái phiên đảo chiều nó sẽ đến sớm bởi vì cái quá trình gọi là đánh cho chết hết thì nó đã diễn ra, và chắc chắn ở đây là những cái đã có cái hiện tượng call margin rồi đúng không, chắc chắn nó đánh về đến đây là call margin rồi đó, thì mấy hôm nữa thì em nghĩ là nó sẽ có một cái đáy nhỏ ở đây thôi. Nó cổ phiếu thứ ba của FLT, mặc dù nay nó chưa giảm nhưng em cũng nghĩ là nó sẽ sớm giảm thôi anh chị, nó sẽ sớm giảm thôi, nó chắc chắn nó sẽ sớm giảm thôi. Mọi người nhìn thấy cái vùng nền ở đây này đó, ba cây rút chân ở đây, có một cây gì đánh thẳng xuống hôm nay là cây hồi. Mọi người nhớ trường hợp của SSI không, đây nó tương đồng với trường hợp FSI đó, mọi người nhìn cái nền không, có ba cái gì có bộ ba hay bốn phiên tôn trọng được cái vùng này, 1, 2, 3 và ba phiên này đúng không, và có một phiên gì confirm thủng là một cây sàn vô rất lớn đúng không, đúng không, và một phiên hồi lên. Mọi người quay lại nhìn FLT này đó, mọi người nhìn thấy không đấy, mọi người nhìn thấy không, khi mà nó có một cái phiên nào đánh thủng nền đúng không, có một phiên hồi phục lại test lại che nhưng mà không được, thì khả năng ngày mai thì em cũng nghĩ là FLT nó sẽ chắc chắn nó sẽ còn giảm thêm, nhưng không dừng ở mức giá như này đâu đó, bởi vì cái lợi nhuận của FLT ở trong quý 3 ấy, mặc dù cổ phiếu nó đánh theo cái kiểu là từ bao nhiêu ạ, từ giá 50.000 đến sau ấy lên 90.000, chỉ có lúc lên 100.000 ấy, nhưng mà lợi nhuận của FLT, lợi nhuận sau thuế quý 3 1 tỷ. Đó, mọi người thấy không? Cái câu chuyện là đầu tư nó không gắn liền với một cái tí, một cái tính chất cơ bản là như thế, thì đến lúc một cổ phiếu nó giảm đấy thì anh chị sẽ phải tự trả lời là anh chị có nên gồng hay không nhá, anh chị có nên gồng hay không nhá. Đó, chứ còn cái quan điểm của em là em nghĩ là nếu mà ngày mai nó vẫn cho giá xanh thì nên bán, chắc chắn là phải nên bán chứ không thể gồng những con như này được. Đó, cái chain này nó gãy rồi này, người nhìn cái xe này không, này nó gãy rồi đấy, gãy ở nền này, gãy nền này đúng không, đây là một cây hồi giả để test lại, mà em cũng không hiểu tại sao thanh khoản này nó to thế, nhưng mà đối với con này nó cũng thuộc dạng hàng vô cung, cho nên mọi người hết sức là cẩn thận vì nó có đến rất là đến hai đỉnh phân phối rồi đấy, đấy. Ngành phân bón và hóa chất thì em ngày tham chiếu. Đạm Cà Mau nay tham chiếu bất ngờ, Đạm Cà Mau thì có lúc nó cũng gần sàn, nó thật là gần sàn rồi đó, nhưng mà cũng là một cái lần hy hữu mà em được chứng kiến cổ phiếu ngành đạm, một cái ngành mà em rất là yêu thích, rất là gì ạ,
rất là hiểu rất là sâu ngành này, nhưng mà lần đầu tiên mà em thấy nó đánh theo cái kiểu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cây sàn liên tiếp như này. Nó gần như liên tiếp thì bởi vì là nó, những cái cây hồi lên nó chả đáng được bao nhiêu cả. Đó, nhưng mà em thấy là lần đầu tiên mà cổ phiếu ngành đạm nó úp bô như thế này ấy, thì cái yếu tố lớn nhất mà em nghĩ là nó tác động giá cổ phiếu nhiều nhất nó là cái yếu tố lợi nhuận anh chị. À, lợi nhuận của đạm Cà Mau quý 3 là 70 tỷ. Thì em cũng có đọc báo cáo tài chính rồi thì em cũng chưa phân tích được là nó có liệu nó có để lợi nhuận vào quý 4 nó búc một thế hay không, nhưng vấn đề là đối với doanh nghiệp nó vốn hóa nó lớn như vậy mà lãi 70 tỷ một quý đúng không, trong cái bối cảnh mà giá dầu vẫn đang cao như vậy, cái nhu cầu phân bón nó lớn như vậy thì là không chấp nhận được đúng không. Và đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ nó phản ứng ngay lập tức đúng không, là mọi người hiểu không, đạm Phú Mỹ cũng vậy đấy, nó cũng là cổ phiếu em đã từng chơi nhưng mà em phải cắt ở đây, chắc chắn là em phải cắt ở đây mọi người hiểu không. Cái kỷ luật quan trọng đến cái mức như thế đấy đúng không, mọi người có thể sai nhưng mà sai ở trong mức cho phép, sai là sai ở những cái gì ạ, ở cái vùng này thôi. Khi mà nó đã mất thế này rồi, tín hiệu rõ ràng là cổ phiếu sẽ thủng rồi, tại sao mọi người không bán? Nếu mọi người không bán thì mọi người sai đúng không, em phải bán ở đây, bắt buộc em phải bán ở giá điện 35, lúc em bảo mọi người ra hết đúng không, và bây giờ cổ phiếu còn 28 đó thì ok thì em sẽ nghiên cứu ngành đạm này kỹ hơn. Nhưng mà cái vấn đề là đây cũng một cái trường hợp rất là hy hữu cổ phiếu ngành đạm khi mà nó đánh như vậy đúng không, nó đánh không khác gì những cái con penny, những cái con gọi là lá lụa trên thị trường cả đó. Đó là một cái điều khá là đáng buồn của ngành. À, em rất là không, rất là mất cái thiện cảm của em đối với ngành đạm, bởi vì thường những công ty ngành đạm ấy nó là thuộc công ty nhà nước, công ty nhà nước thì thứ nhất là doanh nghiệp làm ăn nó rất ổn định, thứ hai là gì ạ, thứ hai là làm ăn minh bạch, báo cáo minh bạch, và thứ ba là cái cổ tức nó rất là đều đúng không, thứ tư là gì ạ, thứ tư là nó không mà nó đánh láo cả, bởi vì nhà nước cầm rất là nhiều nó không dám phải đánh lái, nó không dám đánh, nhưng mà nó đánh như kiểu này thì em cũng tương đối em mất thiện cảm với cổ phiếu đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ đấy. Đấy, nên là em phải xem xét lại cái phân tích của mình xem nó có sai ở đâu không. Đó, ok. Thì toàn cảnh thị trường hôm nay là cái việc là nhiều cổ phiếu đang bị giảm bù, bị chiết khấu bù đúng không? Như là ngành ngành bất động sản thì đúng là bây giờ nó chia đôi rồi thì nó sẽ cái dư địa giảm nó ít hơn, nhưng mà em không nghĩ nó sẽ tăng được nhiều đâu. Đấy, nhưng mà mọi người sẽ không nên đầu tư và không nên mua đuổi ở giá xanh nhá. Tránh để có nghĩa là an nhiên và tịnh tâm trước những cái lời hô hào, em nghĩ là như vậy. Em thì bản thân em môi giới nhiều khi em hô hào em thích lắm đấy, em ngồi giữa các mọi người khác thì họ cũng hô hào nhiều chứ đúng không, nhưng mà vấn đề là mình phải luyện cho mình cái tư duy nó độc lập và gì ạ, có những cái phân tích của riêng mình, thì đấy là một cái mà em muốn mọi người có thể hiểu và áp dụng được ở trong cái việc mà đầu tư chứng khoán nhá. Đó, về thị trường thì em cái nhận định của em ấy, thì em không đoán thì em không đoán, nhưng mà em sẽ đưa ra một số những cái cảm nhận của mình như sau, thì là cảm nhận thôi nhé. Thị trường nó đánh về đến đây rồi thì nó chắc chắn là đã bắt đầu vào cái pha gọi là pha đấm cho chết hết ở trong đấm bốc ấy, thì nó như cái thời điểm đầu như này, có nghĩa là nó giảm con hồi giảm con hồi ấy, nó chỉ là những cú đấm bình thường thôi, còn bây giờ nó gọi là những cú đấm móc và đấm knock out đấy đấy, thì nó đang gọi có những cái cú đấm móc vậy rồi, nó đấm như ngày nào cũng đấm và cổ phiếu ngày nào cũng sàn đấy, đấm knock out rồi đó, thì chắc chắn là đến một cái giai đoạn nó sẽ là call margin, và cái giai đoạn call margin xong thì mọi người sẽ rất dễ dàng nhận định được là cổ phiếu mở mắt ra là sàn, mở mắt ra là gì ạ, không thể bán được, đấy là giai đoạn call margin. Bọn mà em nghĩ nó sắp hiện ra rồi, nó cứ đánh vào một cây hai cây nữa là kiểu gì cũng sẽ diễn ra những cái phiên đấy đúng không, và mọi người sẽ phải đợi cái quá trình call margin này xong rồi nó sẽ xuất hiện một cây mà ăn hết sạch cái lượng call margin đấy, thì đấy là đáy, một điều rất đơn giản trong đầu tư chứng khoán đúng không. Cái điều đấy là em nghĩ là cái sự chờ đợi và sự kiên nhẫn của anh chị đó, thế nên là em nghĩ là đây là một cái cơ hội không thể tốt hơn đối với những người nào mới bắt đầu đầu tư chứng khoán, nên đầu tư trong những cái thị trường như này để hiểu rõ hơn là thị trường ấy nó có lúc được có lúc mất đúng không, lúc được thì mọi người mua linh tinh cũng ăn, nhưng mà lúc mất thì mọi người càng gồng càng lỗ, càng gồng càng lỗ đó, thì đấy là cái kinh nghiệm mà em chia sẻ với mọi người nhá. Thì em xin phép cũng kết thúc video ở đây, nếu mà anh chị cảm thấy video hay và có cái nhiều cái giá trị để áp dụng vào thị trường ấy thì mọi người giúp em nhá, mọi người giúp em, mọi người ấn một cái like này với cả một cái subscribe kênh ấy, có là cái sắp theo dõi kênh ấy, để ủng hộ em với những cái chia sẻ của em ấy, nó cũng hoàn toàn là miễn phí đấy, thì anh chị có thể ủng hộ bằng cách đấy, hoặc là bằng cách gì ạ,
À, nếu mà ai có đến nhu cầu quan tâm hơn đến thị trường có thể vào cái link Zalo dưới này đó, và ủng hộ hơn nữa thì có thể gì ạ, tham gia room VIP và mở tài khoản BTPS ở bên em đó. Ok, thì video xin phép là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.